Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong ngày hôm nay thì em là review cho tất cả anh em một cái mẫu loa full bass 30 đó, thằng thương hiệu của Lexo các bác nhá. Đấy. Và đây em sẽ quay cận cảnh cho bác về tất những cái gì của em nói đây. Đấy. Đây nha các bác nhá. Con này thì nói chung mà nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Thì cái bản thân của cái dòng này thì nó thẩm mỹ nó rất là đẹp các bác nhá. Nó sử dụng một cái thùng sơn bóng. Đấy, thùng sơn bóng rất là đẹp. Đây là hàng nhập khẩu 100 China nhá, 100 China đây. Và thùng của nó vẫn còn nguyên đây các bác nhá. Thùng còn nguyên đây, nguyên thùng đây, và em có mang ra để em test cho anh em luôn. Và thùng đấy, nó rất là đẹp. Đấy, thùng giá treo này, cọc cắm chân này, các bác nhá. Và đây là mặt của nó luôn. Đấy, và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng các bác quan thì là trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Vâng ạ, một cái mẫu bát loa vô cùng ấn tượng với anh em luôn. Thì đây là dòng sản phẩm nhập China. Đấy. Có sử dụng một driver rất là ấn tượng. Từ 190 côn 76 các bác nhá. Ở đây là toàn bộ là mặt của nó luôn. Và ngay bây giờ em sẽ cho anh em xem xong luôn. Đây. Đấy, gân của nó là gân gân dưới nhưng rất là đẹp các bác nhá. Đây. Đấy. Đây là bát của nó các bác nhá. Và đây là chép. Bát này từ 190 côn 76 các bác nhá. Cái sườn này nó sử dụng cái sườn màu kim, màu anh kim ấy, rất là đẹp. Đấy. Ok. Và đây là phần tần của nó đây các bác nhá. Phần tần của nó đây có cả bóng chống xe xả này, bóng chống xe chép này, xả xiếc đầy đủ các bác nhá. Không thiếu gì luôn. Đấy. Và đây là phụ chép của nó luôn. Chép vào đó. Đấy các bác nhá. Chép full 44 thôi nhá. Chép full 44 rất là mạnh mẽ luôn, rất là sáng. Tiếng rất là sáng, đây cốc nhôm hết này. Đấy. Đấy các bác nhá. Cái này nó như là này, nó làm kiểu kim này, rất là đẹp. Đấy, các bác nhá. Full 44. Đấy, từ 115, còn con này thì là từ 190 côn 76 các bác nhá. Đấy, thùng nó bóng hết toàn bộ luôn. Đấy. Rất là ấn tượng các bạn. Mặt của nó đây. Nói chung mặt của nó thì miễn chê rồi. Tôi thẩm mỹ cái dòng này thì nó quá là đẹp rồi các bác nhá. Đấy, quá đẹp rồi. Đấy. Ok chưa các bác? Thùng quá đẹp đúng không ạ? Đấy. Phân tần đẹp, từ đẹp này. Đấy, ok. Côn của nó là côn 76 các bác nhá. Côn 76 này. Đấy. Côn 76. Côn 76 nhé. Mang màng của nó mang bóng các bác nhá. Mang nó mang tầm dầu, gân dưới các bác nhá, dòng này dòng gân dưới. Rất là đẹp. Các bác nhìn chưa ạ? Nó trông nó màng nó rất là rộng. Đấy, và chép của nó đây. Chép. Đây các bác nhá. Chép vào đây. Đấy, ok chưa anh em? Đó. Trong cái bông tiêu âm làm rất là chắc chắn này. Đấy, và phân tần có cả chống cháy luôn các bác nhá. Phân tần có cả bóng xả chống cháy luôn. Và tiếng của này thì nó quá hay luôn. Ở đây em thử cho các bác nghe một đôi thôi nhá. Cái phòng nhà 40V và em alo thử cho các bác nghe cái tiếng mic của nó, tiếng cho nó như nào các bác nhá. Đây. Lên 6 bay 2 3 4 5 6 bay lên 2 6 6 bay lên 6 2 3 4 5 6 bay 6. Tiếng rất là hay các bác nhá. Tiếng rất là hay đấy, một đôi thôi nhá. Đây, em cắm một đôi này. Đây một một cọc này, và đây một cọc này, các bác nhá. Này, các bác xem này. Thùng bóng rất là đẹp các bác nhá. Rất là chất. Đấy. Exo này. Đấy. Đấy, em cắm đây đủ này. Rất là chất. Thùng. Nói chung một dòng này nó cũng rất thẩm mỹ các bác nhá. Rất là bóng, rất là đẹp. Đấy, và bên em đang bán cho các bác một đôi như thế này, bên em đang bán là 5,2 triệu một đôi các bác nhá. Giá tại cửa hàng chưa có phí ship các bác nhá. Giá tại cửa hàng chưa có phí ship. 5,2 triệu một đôi này. Bát 30 từ 190 côn 76 các bác nhá. Còn nó chép là côn 44 từ 115 bích dày các bác nhá. Trong bích dày. Đấy, rất là từ rất là xa, rất là bay. Đấy, rất là hay luôn. Và cái hệ thống lưới của nó thì nó có cả đây. Đây. Nói chung là cả cái chống bụi này. Đấy, lọc bụi luôn. Rất là hay. Rất là chất các bác nhá. Thùng vô cùng chắc chắn cho anh em luôn. Đấy, bóng bảy đẹp thì các bác nhìn thì nó trông rất là thẩm mỹ đúng không ạ? Các bác nào mà chưa sở hữu Uno này thì alo ngay cho bên em. Đây là loa mới các bác nhập khẩu luôn.
nó mới nhập khẩu các bác nhìn chưa? Đấy. Nó mới nhập khẩu các bác nhá. Và giá chỉ có 5,2 triệu một đôi thôi các bác nhá. Đấy, rất chất. Đấy, thùng vô cùng chắc chắn, sơn bóng đẹp luôn. Đấy. Một đôi này hát karaoke thì niết bàn giúp em đấy nhá. Hợp lý. Mà giá thì vô cùng hợp lý cho anh em luôn, có 5,2 triệu một đôi thôi các bác nhá. Đấy. Bác nào gần thì có thể ra trực tiếp nhà em lấy luôn, hoặc là bác nào gửi xe rất là rẻ các bác nhá. Gửi xe rất là rẻ, còn gửi bưu điện cũng không hề đắt như nào. Đơn giản thôi. Gửi bưu điện thì rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, bên em gửi bao là hàng cho các bác là ngon lành cành đào. Đấy, đóng thùng rất ngon lành cho anh em luôn. Hàng thì nói chung là ốc chôn gen rất là đẹp các bác nhá, chất luôn. Đấy. Và anh em nào có nhu cầu ở xa mà mua thì bên em vẫn ship các bác nhá. Vẫn bao ship. À xin lỗi ạ, vẫn ship. Đấy các bác nhá, vẫn ship bình thường. Đấy. Bác nào ở xa bên em vẫn ship bình thường. Giá là 5,2 triệu một đôi không bao ship các bác nhá. Có nghĩa là giá này chưa kèm phí ship các bác nhá. Bác nào mua thì tự trả tiền ship các bác nhá. 5,2 triệu một đôi ạ. Đấy. Và chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Đấy.